Thống kê của ngành y tế có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý ở độ tuổi sau 40. Điều này có sự ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống hôn nhân cũng như tâm lý và khả năng sinh sản của phái mạnh. Để khắc phục, nam giới có thể sử dụng những sản phẩm hỗ trợ Hattrick và Hattrick Nano do công ty cổ phần Fedora chịu trách nhiệm phân phối và sản xuất. Theo các chuyên gia y tế, thì sản phẩm này có độ an toàn cao vì được sản xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên quý hiếm theo công nghệ điều chế đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới. Đặc biệt, sản phẩm được điều chế theo dạng viên sủi với công nghệ bào chế nano sẽ giúp tăng chất lượng thành phần của sản phẩm, đồng thời giúp việc hấp thu vào cơ thể dễ dàng hơn và hiệu quả nhanh hơn. Việc đưa vào sử dụng sản phẩm này sẽ giúp nam giới nhanh chóng cải thiện khả năng sinh lý bị suy yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống hôn nhân, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện nay ở nhiều cặp vợ chồng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.